Hôm nay mình sẽ test thử cái thẻ SD 2 Vita của adapter dùng thẻ Micro SD. Mình sẽ chạy song song luôn cái thẻ gốc của Vita 32 GB. Đây là SD 2 Vita adapter. Nó có thể nhận tối đa 256 GB hoặc là 500 GB tùy sở thích của bạn mua thẻ. Ok, bây giờ gắn vô thử. Mình đã setup sẵn, hát sẵn nên bỏ qua những cái bước hướng dẫn hát. Mình sẽ hướng dẫn hát cụ thể hơn lần sau. Bây giờ mình chỉ quay test thử cái nhận cây song song hai thẻ này coi nó chạy ok hay không. Đây là trà ENSO, mình đã cài luôn ENSO CoolBoost. CoolBoost là giống như là một cái mỗi lần mình hát á, không có cần chạy chạy lại Gaucer này, nó sẽ hát sẵn luôn Hankaku. Ok, bây giờ mình vô thử VetaCell tiếng. Ok, quá tuyệt vời. 29,99 GB là thẻ gốc của 32 GB Vita. Còn thẻ 64 GB đây này, thẻ UMA. Đó, 64 GB. Bây giờ nó có thể chạy song song được hai thẻ. Bạn có thể sử dụng được cùng lúc hai thẻ. Quá ngon. Bây giờ thử thử bây giờ mình sẽ thử cái 64 GB này coi sao. Bên trong có gì không? Có cái mai đâm. Không có gì hết. Thử chạy install nó có cài không anh? Ok, ngon, vẫn chạy bình thường. Nó dùng dẫn cài bình thường xài song song. Đây là mai đâm này. Đây là những cái game mà của thẻ gốc Vita, nó vẫn còn chạy nhận bình thường. 64 GB thì mình chưa cài bất cứ gì hết. Đây, cái setting. Sẽ nhận bao nhiêu vị? Container Manager thì nó sẽ chỉ nhận cái thẻ gốc 32 GB thôi. Đó, nó chỉ nhận thẻ gốc 32 GB. Thôi bé xem như biết vô được hay không nè. Nó bị lỗi, nó không có cho vô, nó bắt sai in. Bị lỗi rồi, nó bị chặn rồi. Ok.